em một tô phở nha. Không, qua ăn sáng ăn phở được phải không? Dạ. Đây. Rồi. Nấu ăn để vậy qua cho nó tiện quá. Sáng em nấu nước được rồi. Sáng tự học đó mà. Không, nhưng mà nhà chị quay làm thì nó khỏe. Không, mình ăn nước. Mai cô quay cũng được á anh. Để 3 phút. Lấy cái nước canh gừng đó xong rồi bỏ cho mai cô quay. Muốn uống gì bỏ mai cô quay quay đó là nó xong. À, tiện nấu nó xong. Bỏ nó con chị là chịu, chị thấy tiện. Có mình uống đó mà. Uống xanh xeo chưa? Trời. Uống rồi hả? Giỏi vậy. Không ai nhắc cũng uống luôn hả? Trời. Đắp lại rồi bung ra rồi đắp lại rồi bung ra. Rồi sao tối anh ngủ không được khúc đầu? Khúc sau ngủ được hả? Ừ. Khúc đầu ngủ không được hả? Khúc đầu làm gì? Chắc lạ chỗ không anh? Hơi lạ chứ. Phải lạ chỗ chứ hả? Có sợ không? Có gì đâu sợ. Quen rồi nó không sợ là tối nay tại vì ngủ phòng nhỏ nhỏ xíu quen rồi không, nhà nhỏ nhỏ quen rồi, bữa nay ngủ phòng bự rồi, nhà bự không có rồi, đâu có đâu phải không quen. Ở đây ăn được rồi đúng rồi, trong nhà bự ngủ được mày, nhà bự ngủ ngon nữa, nhà bự ổng thấy trống trải à, mình ở trên lầu nữa, ổng ở dưới nhà có mình, ổng thấy trống trải. Lỡ không sợ giống như ông kêu ông ai nghe không, còn bên em nhà em nhỏ nhỏ kêu nó nghe liền đúng không? Điện thoại trời ơi, điện thoại lúc đó đâu có cò, đâu có sức đâu bấm. Trời, chị lại thấy chị thích đó chứ. Thì dĩ nhiên thích thì mới ở, thích thì mới ở được chứ, nếu mà như em là em chạy rồi, trốn rồi. Cách nhiều khi mai mốt sinh dài tuổi nữa thôi sẽ thích vậy, ngày xưa chị đâu thích đâu. Chắc vậy, hy vọng. Hy vọng là vậy, xong rồi em xuống đây em cướp nhà của chị em ở. Chứ giờ có thích cũng đâu có nhà đâu ở. Mày cướp mới được không? Cướp mới ở được chứ. Em không biết chỉnh nó đâu nữa anh ơi. Chỉnh giùm em cái cài đặt mà đừng có, nó đừng có tắt đi anh. Chỉnh làm em ngon. Qua, nhiều hay ít quá. Không biết. Cũng được rồi. Được ha. Thơm hay ít thơm hay sao? Em ít thôi. Ít là nhiều. Ít là ít. Mày chút nữa mày nói á, sáng ở dưới vô xa thì có bà Hương, lên bên đây có bà Thanh. Mà tao nghĩ như bà Thanh cho mày ăn ngon hơn bà Hương á. Sáng ở với bà Thanh mà được ăn phở đúng không? Sáng kiểu như Việt Nam. Có bà Hương mà em đâu có mặt đâu, cũng ngủ mà. Không, giờ này chị cũng vậy rồi, chị thấy giờ này cũng vậy rồi. Ngủ dữ dữ vậy. Lười biếng á. Con người nó lười biếng á, dạ. Ngủ trễ á. Không, nên nó không nó... chị vậy chứ mày nói. Thôi không, giờ này ok hả? Bắt buộc thì giờ này chị phải lo dạy về. Ồ, ok. Anh Kim giỏi quá ta, ông Quang giỏi quá ta, ông biết chỉnh điện thoại cho em mà chị Thanh cũng giỏi không? Trời ơi, ông cũng giỏi lắm chứ bộ. Cũng làm gì lắm chứ bộ. Ờ. Đây, chỉ có em là không biết làm gì hết thôi à. Không xưa làm. Tới giờ vậy mà em đâu có làm được cái gì đâu. Là gì? Hồi xưa tới giờ em dạy á, không làm được cái gì hết á. Là gì? Mày cũng làm. Tới ngày chơi bời không mà đâu có làm gì đâu, hồi xưa đến giờ á. Vậy á hả? Ừ. Vậy là bây giờ mày giỏi lắm rồi đó. Không, cũng giỏi, chẳng làm được. Trời vậy thôi, chắc tôi phải đáng cái tu để kiếp sau giống như hơn. Xưa giờ vậy mà. Trời ơi, từ đó giờ không làm gì hết rồi ha. Không làm gì luôn á. Tới bây giờ qua bên Mỹ đó, bắt đầu làm chút chút mà cũng chẳng làm được gì. Vậy thôi chứ vô dụng á. Người vô dụng vậy. Mà nó sướng. Quả vậy mà nó sướng nha, biết nhiều quá khổ lắm. Như tao vậy nó khổ lắm. Nhiều quá mệt quá. Biết nhiều là khổ rồi, cho nên hơn nó ngu lắm nữa. Khỏi biết gì. Nó khôn chết mồ luôn á. Nó chỉ biết những gì nó muốn biết thôi. Không, chỉnh cái điện thoại còn không biết chỉnh nữa mà nói gì. Làm được cái gì? Làm dẻo dẻo ra được rồi. Cho nên là ai mà nói không biết làm cái gì là đúng chính xác luôn á.
Thứ nhất không biết làm, thứ hai là chỉ biết khùng. Chỉ biết khùng quá. Ai làm khùng sao biết làm gì được. Ai chịu chịu thôi thế ha. Mà vừa khùng mà vừa mà siêng năng là thành phá hoại luôn á. Đúng không? Người ta nói là cái gì? Nhiệt tình mà cộng với lại dốt nát á là thành ngu dốt, là thành phá hoại, cho nên anh đâu dám phá hoại ai đâu. Rồi chẳng thà mình không làm. Ngày qua tôi cũng qua đi kiếm nó để coi cho nó làm sao, có dám ngủ không. Cái đi vô trong cái phòng đó mà không thấy nó nữa. Cái nó thấy nó qua phòng kia mở cửa ra thấy chị gái khò khò. Thấy chị gái là nó thôi rồi, nó đang ngủ ngon cho nó nghỉ cái gì. Biết gì tối hôm qua em xuống kiểm tra điện thổ hôm qua coi ổng có ngáy khò. Chị xuống thấy em vô à. Ủa chị cũng vô. Cái chị cũng tưởng nó sao qua không coi tivi. Ủa anh tắt tivi em ngủ luôn hả? Thì coi sao mình tắt rồi ngủ như là gì? Chứ cực bình thường em về Việt Nam em ngủ em thấy anh Tàn là bệ để tivi đầy suốt đêm mà. Anh nhớ không? Trời ơi, em về Việt Nam em ở với ổng á chị. Trời ơi, ổng để tivi suốt à. Em dậy em tắt rồi, ổng dậy ổng mở lên, cái em dậy em tắt. Ổng đi tiếng tivi mới ngủ được hả? Ờ, em thì em ngủ không được, em tắt. Chị mới nghĩ là em tắt xong rồi cái ổng ngủ, ổng mở bắt đầu ổng thấy tivi tắt ổng mở lên. Trời đất ơi, vậy sao ngủ chung? Thì bởi vậy em ngủ riêng. Bởi vì ngủ riêng. Mẹ là đáp hơn. Rồi, xem nè. Đây 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 Diệp Hoa. Sáng mới đọc một cái comment. Cái chị đó, cái chị comment, chị nói người Việt Nam của mình á là coi như bị đông ồn ào á đó. Ồn ào gì đó, ý là chị nói người Việt Nam ồn ào này kia lắm, phải biết như này kia là không có ồn ào gì. Cái clip mà cái clip đó không có liên quan đến cái comment đó lắm, nghĩa là cái clip đó là em anh ngồi đập hộp iPhone á, iPhone 13 thì chị comment cái đó. Cái xong cái em mới hỏi chị, ủa vậy chị người gì? Em tưởng là chỉ là cái người gì mà không có ồn, người Việt Nam với người Việt Nam chứ. Vậy em chỉ hỏi là ủa chị người gì? Cái chị mới vô chị nói, chị người Việt nhưng mà sao à, chủ kênh mà vô trả treo quá vậy? Chủ kênh ta vô ta phản hồi, người ta hỏi lại. Mà chị nói, trời ơi ghê quá, chủ kênh mà giờ người ta vô comment mà vô trả treo. Nói, dạ em xin lỗi, lần sau chị comment em phản hồi em không dám trả, em dám trả treo nữa. Thiệt á, trả lời cũng nói trả treo, còn không trả lời thì nói ủa tại sao rồi hỏi không trả lời, nói comment rồi không trả lời, mà trả lời thì mình mà nói trả treo, trời ơi thiệt khổ gì đâu. Phải vô xin lỗi bộ. Thôi, cổ trọng. Vì có thơ mới làm nổi cái trò này nó làm nổi. Này, cắt hành, cắt đồ. Cắt hành. Nấu phở, nó mới cô quay. Rồi quay lại Lê Quang. Chút vô ngồi ăn. Nghe nó mùi chặt thở. Ngàn năm một thỏ buổi sáng mới được chị Khanh phục vụ ăn sáng. Thế Quang ha, ở dưới kia là có bà Hương, trên này có bà Khanh cũng gì nữa. Ổi cũng có, chút lấy ổi cho. Nên em cắt ổi không? Tao lấy đi cho trong kia, chờ đợi em cắt cho. Không, thôi, khoan, đã mẹ ăn đi đã rồi. Ăn lại cắt để lại cho. Ra nhà ra. Ủa ra nhà ra, em ra lấy cho. Ra lấy đi. Cái chừng nhiệt tình. Đây mình nhiệt tình quá, tôi đặt tủ rồi đó nghe, thôi mà để đi cho làm cho mở quá thì thôi. Đúng không? Thấy rõ ràng là không cho làm, thấy không? Không phải là Tám muốn làm, không có công nói cười mà Tám lười biếng ấy. Để chị Khanh làm không ngờ mà Tám mới lười biếng, không chịu làm gì hết. Chị Khanh chỉ không có cho làm. Không có làm, chỉ ai? Chỉ sợ hư đồ của chị, bể đồ của chị. Ai lên đây không được làm hết trơn á. Nhưng mà bà Tám rồi, Tám nói cô đó chị chịu ghê đó. Nhiều khi bà chưa làm bà bể rồi đó các bạn. Hậu đậu quá. Mà hình như người hậu đậu này cũng sướng lắm này. Sướng không? Sướng, nhiều khi ta muốn hậu đậu lắm. Nói chứ làm thì ai chả làm được, đúng không? Cả đồ hơi đó. Em mà sáng em chỉ uống nước lạnh. Cũng
uống một ly nước lạnh với lại nước thuốc xem xeo là xong. Còn nếu mà có bà ngoại thì bà ngoại cho em uống nước sinh tố. Ví dụ như sáng em mở mắt ra là em lấy cái một viên thuốc xem xeo trên đầu giường em uống. Xong rồi cái em uống nước nhiều nhiều thì còn nhiều vô. Xong cái em đi ra, cái em uống cái nước của bà ngoại viên sinh tố, rồi là xong buổi sáng. Giờ không có bà ngoại thì buổi sáng làm sao? Không có bà ngoại thì sáng chỉ uống xem xeo thôi. Với lại chị Khanh phục vụ đặt đồ ăn sáng là xong. Đúng rồi. Các mỗi ngày, mỗi ngày ta xuất ra phục vụ. Chuyện nhỏ mà thôi. Một tô phở ở ngoài ta bán 10 đồng, ta bán 13 chục đồng tô phở. Kệ, 50 em cũng trả luôn. Tiền bạc là phù du. Hay nha, các bạn thấy hay nha. Không có tiền là phù ngỏ. Qua làm biến chứ thường thường sáng là tối là chị làm sẵn hết. Nói tiền tiền mới nhớ. Ông ngoại á khoái như là không biết khoái tiền lắm. Ông ngoại á cho như là mình cho tiền ông ngoại lắm, ngoại vui lắm. Mà người nói chung người trẻ còn khoái tiền nữa, huống chi người già. Mà mặc dù là tiền để đó không biết làm gì đó, không có làm gì á. Mà thích có là tại vì biết sao, nhiều lúc ông ngoại cho này cho kia. Rồi có khi ví dụ như sinh nhật bé Két đi, sinh nhật Châm Anh thằng Khôi này kia là ông ngoại móc ra 100 ngoại cho. Ghê không? Là cũng phải có tiền để cho chứ không. Rồi xong rồi cái em biết ý ông ngoại nha, cái em dụ, em nói ba muốn cho tiền ba á, thường xuyên á là ba không có được kêu má nha. Có cái gì là ba phải kêu con hoặc là kêu Linh, không có được kêu má. Nếu mà ba kêu má là con không cho tiền ba mà con cho tiền má. Cái ba nói ờ. Cái bữa đứng cái ngồi, cái ba ngồi cái có chị Linh với lại em ở đó, có má đó luôn. Cái xong ba nói má không Linh lấy cho ba cái kia. Mạnh lực của đồng tiền. Ừ, chỗ bởi vậy mình phải biết điểm yếu, mình phải xử ba cái kiểu mà giống như là phải biết cái điểm yếu của ba là như vậy để ba không kêu, phải không? Chứ mình mình phải có một cái điều kiện. Đó, cái gì bây giờ em biết rồi, em biết cách rồi. Cho em nói ba, cho ba tiền nè. Đó, ba nhớ nha. Mà đừng có kêu má nha. Có kêu con không cho ba tiền đâu á. Là ba nhớ. Tự nhiên dạ người ta cho người ta kêu bà vừa phải. Không phải, nhưng mà ý là kêu nhưng mà kêu đừng có sai á. Giống như em nói kêu là giống như là sai. Kêu má làm này là làm kia, trong khi có mình là có mình là ba phải kêu mình. Nếu em nói trừ khi không có con, không làm Linh á thì ba kêu má. Còn không á thì ba cứ sai con. Ý là mình nói là ba, sai á. Ba đâu kêu mẹ ơi, ba kêu mẹ ơi, đâu kêu ba ơi. Bữa nào anh kêu em cái gì? Thợ ơi thợ. Anh đâu phải người Huế đâu, ta không thợ. Lê Thọ Lê Thọ là ai? Lê Thọ là ai kìa? Tại sao là Lê Thọ? Thơ Lê đó, mà nhiều khi nó viết là Lê Thơ. Đem gửi đồ nhà, bà Thao cầm lên ở nhà mình có ai tên Lê Thọ nó gửi đồ. Cái ông ngoại nói chứ, đâu, ở đây làm gì có ai, có Việt Nam có ông Lê Trung Thọ. Còn miếng chải của em bên này đâu? Ừ quên. Rồi chị cho em miếng chải luôn. Quên sáng chút nữa bị nói rồi chứ không. Trời ơi bỏ ra em ra rìa luôn. Bỏ ra rìa luôn á. Được chưa em? Bỏ em ra rìa luôn chị Khanh. Cho mày ra rìa luôn á chị Khanh. Nhớ nha, chúng mình nhớ nha. Ở Việt Nam sáng đi ra quán khỏe hơn hả Hoàng ha? Em đâu có ra gì đâu, em kêu cho ôm mua đem vô nhà em. Đó, kiểu đó nó khỏe, kiểu đó. Đây, xin mời. Nè. Thiếu một bộ đồ ở đây. Nè, giấy. Chanh vô ớt kìa. Thơm nè. Bưng đi. Đúng nhà hàng quá. Đúng không? Đó bưng qua đó đi. Lộng nha, quà chị ơi, số em nhiêu thệ chi. Chị chó em nhiêu thệ. Nhiều đâu mà nhiều, ăn đi.
Rồi. Thêm nước không? Thêm nước nào không? Thêm muối được rồi, đủ rồi. Chanh đó. Chanh. Không có ớt sa tế hả chị? Có, không có ớt sa tế. Nhà hàng này không giống như nhà hàng kia. Ớt thường đúng không? Đâu? Có, cho ớt đó cũng được đi chị. Chín mươi cạc bàn. Thấy không, không cần ở bô xa mình để có phở ăn mà. Thơm quá. Muốn thêm nước mắm không? Thử nha, cái bộ ăn thử muốn cần thêm nước mắm thì... Nè ớt nè, anh cũng muốn ăn ớt nè. Có kia. Phở hoa xoan hả? Ai phở hoa xoan không? Nhưng mà còn cái này là hoa khăn. Hoa sen. Hoa sen. Đi ăn, đi ăn. Muốn thêm nước nào không? Ngon à. Bữa hôm của em nhiều hủ tiếu vậy. Thì cũng nhiều quá này, tự nhiên biết sao rồi. Em nhớ nãy bỏ ít mà. Không thầm nhiều đâu. Nó nở ra quá. Cái ăn nhiều, ăn sáng chị cũng ăn nhiều lắm. No. No rồi hả? No. Ừ. Ăn vậy tới chiều mới ăn lại như vậy Thanh. Trời ơi, no lắm. Vậy là ngày mai là ngày mình đi về rồi đúng không? Trời lẹ quá hả? Trời ơi, cái này cái hồi sau này qua làm cái này là qua công phu không thể tưởng tượng. Đúng rồi. Một tuần lễ trời nhé. 10 ngày mà 3 người thợ làm mới xong cái tường đó. Ba ngày thở là bây giờ chị cũng đâu lâu đâu làm gì đâu, đâu có làm nổi đâu, trồng cây đâu làm gì đâu, chị cứ mua về kêu thôi, cái thằng mẹ nó trồng thôi. Mẹ nó làm nó tính giờ sao chị? Không, nó nhìn cái của mình nè, nó nhìn nguyên cái của mình, nó phỏng giá. À, nó bao hết hả? Bao hết công trình hả? Trồng thôi nha, chứ thôi, trồng cây riêng nè. Clean up riêng nè, đổ đất riêng nè. Nhưng mà cái trồng cây của chị không á, nguyên một cái chỗ này nó tính 2,800. Tiền cây mình mua, cây chị mua chị tính ra khoảng cũng 2,000 đi, là coi như cái này của mình là 2,800 với 2,000 coi như là cũng 4,800 hả? 4,800 là cái cây sao không á, cây với trồng á. Tất cả hả? Là tất cả. Cái đó mình không kể mấy cái rồi mình bỏ là thêm còn. Đá còn gì kia nữa. Rồi đá kêu quan tưởng nó lợi rẻ hả? Đá mắc kinh khủng luôn. Mà nguyên cái chỗ này hả? Cả ngàn đô đó. Còn không đủ đá. Mình nghĩ là đá nó rẻ đâu, không có. Mắc lắm. Một pallet của nó là 899 đồng. Chẳng được gì hết, nửa sân. Hết rồi. Đậy lại nha. Để luôn nó ngủ cũng được. Thật sự có quan với thơ với chị nó ăn vậy chứ không chỉ ăn. Nhưng mà cũng tốt, thật sự cũng tốt. Thì sự chị đấu quá qua cái ngồi có. Nhưng có một mình là biến á. Mình là biến, chạy ra được. Căng là bậy không được, ừ, đúng không quan? Nó căng đại cái gì cho rồi. Có người chị mới ăn vậy không, chị mới ăn. Quan muốn bỏ cái này lên không quan? Coi TV ở đây không? Đây nè. Nhưng mà cái này cắt tự quá ngò cho chị không rau. Thì tình yêu con còn thơ, tình yêu còn thơ, con quên chúa mất rồi. Chúa mất đôi tay trong trường. Kết, giỏi.
ghê, ta tưởng nó là nó ngủ thấy nó đóng cửa đó. Có, nó đi học là nó cỡ nào nó cũng phải dậy nó đi á. Chịu. Có khi nó thức 2-3 giờ sáng mà nó sáng sớm nó vẫn dậy nó đi học. Chị chịu á. Đi học là phải học. Về sân bữa nay có xe khanh đúng không? Đây là sen khanh bằng chứng chức tòa, chị Khanh dọn dẹp bếp, rửa chén, rửa bát. Khi mà làm, ăn xong làm liền thì nó lúc nào bếp mình cũng sạch. Đây, bếp chị Khanh hôm nay có một con gà trống. Con gà trống và mấy cái nấm. Đang thiếu con gà mắm. Ủa, cái này là có đồ đựng đồ trống hả chị Khanh? Đựng gì trong này vậy? À, trời ơi đẹp quá ta. Dày đi thôi là dày đi thôi. Chim hót vang như cái ông mặt trời. Để con gà nè, để trên đầu giường của chị á. Đó, bởi chị mở mắt là chị thấy con gà này chị phải dậy rồi. Là thứ chị hả? Ừ, mặc dù nó không có gáy. Đây là có 3 trái hồng. Đây là một nồi phở vẫn còn chút xíu bò viên. Xong. Đó, xong. Đã xong. Xong. Một chai nước suối của bà Tám sao để đây? Hết rồi. Hứng hả? Hứng nước canh gần cho em đi. Hứng nước canh gần phải không? Canh gần đây nè. 9.5 nha. Máy canh gần ở dưới đây. Đúng. Hứng cho em. Chứ giống như là thay vì để trên này thì người ta nó để dưới này nè, thơ nó gọn. Rồi xong. 2 vợ chồng. Ơ quên lộn. 2 chị em. Hai chị em ngồi coi tin tức sau khi nghe nhạc rần rần. Bây giờ coi tin tức của Lê Quang mở. Quang còn hay vậy nữa, chị còn biết cái mở tivi nữa. Nhưng cái này mình muốn nghe cái loa là khác nữa đúng không Quang? Cái này là loa tivi. Thì nếu khi cái lò này hoàn thành thì chúng tôi sẽ xử lý được tối đa 1.800-1.900 kg rác trên giờ. Em mới để 2 cái ly nước của ông Quang trên bàn, để 2 tờ giấy cho chị đúng không? Lót giấy đàng hoàng để cho nó đừng có trầy kiến bàn của chị. Thấy ghê không? Giỏi quá luôn. Thấy nhiệt tình với ngu dốt là có thành phá hoại không? Không. Câu đó đâu vậy hả thợ? Câu đó lâu rồi, ông bà xưa mà. Không, nhiệt tình cộng với ngu dốt là thành phá hoại. Cái gì cũng muốn làm mà không biết làm cái gì đó ra phá rồi. Nhiệt tình cộng với ngu dốt ra phá hoại đúng rồi đó. Hay à, hay. Học được danh từ mới. Nhiệt tình cộng ngu dốt ra phá hoại. Cái gì cũng nhào muốn làm mà không biết làm cái gì đó phá. Cái gì cũng nhào nhào vô làm mà không ai cần làm hết á. Cũng nhào nhào vô làm bể từ lưa. Không mà thiệt. Có nhiều người cũng rất là quá nhiệt tình luôn. Cho nên em biết thân biết phận em, chị biết không? Cho nên em không có dám. Đúng rồi, mày xà quần tao mày còn phá hoại tao thêm nữa thôi. Thấy chưa? Rõ ràng luôn. Phá hoại là gì các bạn biết không? Tại thơ không có biết nấu ăn mà lúc cái xà quần nó nói không có tự nhiên hơn mình cũng tự đi đậu quả nhạc mà. Lê Quang là hay coi cái kênh này mỗi ngày. Và xin thông báo là sau khi Lê Quang ở trên đây, Lê Quang về sẽ quyết định là muốn cái tivi bự như vậy. Trời ơi. Và chị Khanh hoàn toàn ủng hộ. Ngày ở định mệnh của em. Đúng rồi. Làm em phải tốn tiền mua một cái tivi giống chị Khanh cho Lê Quang. Rồi vậy giờ cái chuyến này đi về, đi chơi về em mua cho anh cái tivi giống chị Khanh nha. Mà nói nghe nha, từ ngày mà Thơ quay cái clip của nhà chị á, có mấy người gọi hỏi chị mua đồ ở đâu rồi hỏi chị thì chị để bắt chước mua đó. Nghe các bạn, mai mốt em sẽ bắt buộc
cái tiệm nào mà bán đồ cho em phải trả tiền commission cho chị Thanh mới đúng không? Thiết kế ra quang á. Rồi xong rồi mấy đứa em của anh Tỉnh lên đây á, nó thấy nhà chị xong rồi về nó muốn remodel nhà nó hết. Nó nhờ chị tới làm giùm nó. Trời ơi, ghê quá. Thành công! Nhưng mà đầu tiên là tao sẽ thanh toán nhà Cam Thơ đầu tiên. Vậy giờ chị mua cho ông Quang cái sao tivi đây nè. Em với chị đi mua nha chị Khanh. Khanh nghe khoái ăn sang hả chị Khanh? Chính xác. Các bạn ăn khoai buổi buổi sáng rất là tốt. Sáng nhiều khi thức dậy á, Khanh luộc như vậy nè, Khanh hấp luộc sẵn như vậy nè. Nhưng mà cũng không thích để trong cái lò vi sóng là microwave. Mình không có để. Khanh luộc bằng lò. Xong rồi á, khi mà mình để cho nó nguội, Khanh bọc lại em lát chị lạnh, Khanh. Bỏ vô trong tủ lạnh nó ăn. Mỏng đó. Mỏng mà chị Khanh. Ăn tủ lạnh ngon lắm. Cắt cái vỏ ra chị Khanh. Chị Khanh ăn khoai từ lúc nào chị Khanh? Ăn khoai từ lúc mà người ta nói rằng là đường cao, cholesterol bị. Ủa khoai nó không có đường hả? Không phải, nghe nói là tốt, cũng không biết nữa. Đâu có ăn nhiều đâu. Khoai lạc ngọt quá. Mà nghe thấy ăn tốt phải không? Ừ. Má em sáng làm con khoai đó. Ừ. Ủa anh làm gì anh lục bếp của chị Khanh vậy? Con trên lấy này mua đem này. Thấy chị Khanh có xin uống. Ờ đúng rồi đó. Ừ, trời ơi nhà một đống để em theo. Em đã dặn anh rồi. Thì có sao đâu. Quang uống một viên ngày mai xuống chị lấy lại của Quang họ. Khoai ngon á. Khoai lang ngon quá. Ngọt không? Ngọt. Biết tại sao chị thích để nó lạnh không? Chị thích nó lạnh lạnh đó. Ăn nó đỡ ngán hơn. Ừ. Anh mỏi lâu dữ vậy anh. Mà ăn khoai nhớ 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 nhai cho kỹ nha, đừng nuốt trọng nha, nó nghẹn họng á chị. Đương nhiên. Ăn khoai á lúc mà đang đói bụng á đừng có ăn nha. Để ăn mà ngốn ngáo quá thơm. Ừ, nghẹt á. Nghẹn họng luôn á. Chị biết ba. Trời ơi, bữa chị cho chó, chị đang bị nghẹt cổ, chị sợ quá trời. Tủ bếp thì chứa đồ đã ha. Ừ. Chứa đồ ăn, trời ơi. Mày là phận thế, chị Khanh đâu có sợ. Ở nhà trữ đồ ăn chỗ này. Em mà có kho, em cũng trữ à. Trữ biết ăn gì nào mới hết. Nhà em không có kho. Nhà mình không có kho lấy đâu trữ. Nhiều khi như vậy á, tháng chị đi chợ mua mấy cái đó lần nha. Từng ngày cũng đi chợ mua cái thịt thà, trái cây. Bê Quang sáng giờ ngồi đây coi tivi nè. Không coi ca nhạc, không coi tivi, đâu có quay ổng đâu. Tại ca nhạc dính vô mất công bản quyền cho nên tắt luôn khỏi coi. Khỏi quay chứ quên. Còn nữa không quay. Nhà chị Khanh có cái đồ ấp chén. Ủa cái máy này máy rửa chén mà. Rửa chén mà. Ủa sao chị rửa bằng tay? Rửa sao đâu, rửa có mấy cái rửa ấp thôi. Có mấy cái thì rửa bằng tay. Rửa bằng nhiều thì mới rửa máy. Nhưng mà một tuần chị phải cho nó chạy một lần, nhiều hay ít thì một tuần cũng chạy một lần. Vậy máy rửa chén mà không cho chạy nó sẽ bị hôi. À vậy hả? Thì nó chỉ bị hư. Đáng là phải uống buổi sáng chứ. À sáng không uống giờ uống hả? Cũng được đó, vẫn chống ngày thì ngày uống chiên là đúng rồi. Thuốc này là thuốc nghệ udon á. Nói cho nghe nè. Ý quên lộn á. Ucon hả? Ucon. Mới mới thì nó mới lên. Thuốc nghệ nè, tránh cho ông uống cũng lâu rồi đó. Anh uống cái này bao lâu rồi? Mấy tháng rồi. Từ lúc anh bị ấy cái chân đúng không? Ừ. Uống thuốc này nó mau lành lắm á chị Khanh. Hôm qua cũng nhớ xiên uống thuốc sạch được của anh. Phải uống chứ. Anh hay quên quá à, chị cũng mua mà quên. Mà chị cũng vậy rồi có ai giúp ông Quang là uống đều lắm. Ngày nào cũng uống đúng không anh? Không có quên đúng không? Hay quá à, hay thiệt luôn á. Giờ anh hay rửa 300 mắt được độ luôn á. Hồn luôn á. Thì đó, thì bà Thơ nói với sáng ra đừng ăn gì giọng họng hết đi. Vậy hả? Ờ. Nói sáng ra chưa ăn gì giọng như họng hết đi. Nói nào. Xạo mà. Xạo quá. Uống đó bắt ổng là phải nhớ uống nữa. Lỡ em đi xa rồi anh gì đó.
anh phải biết đường uống thuốc để giữ sức khỏe cho mình. Mình phải tự lo cho mình, cuộc sống của mình nó mới nó viên mãn. Mình không được dựa dẫm vào một ai. Mình đi vô nó đi, đi không có về nữa đâu. Quỷ. Nghe câu nó ớt. Xong. Xong. Ngồi xuống. Đó. Coi tivi đi. Nhảy đầm. Nhảy cho chị Khanh coi vậy anh. Cái này ngọt quá, thơm thơm. À, ngọt chị lắm. Mềm vậy liền là chị không ăn. Chị để tôi làm cho nó cứng cứng là chị mới ăn. Không, em khoái ăn vậy đó. Dẻo dẻo ngon. À. Thôi coi tivi đi, em làm khoai việc gì? Tiếp đây. Khoai tím, khoai dương ngọc. Khoai tím. À. Ăn không? Khoai lang tím. Thôi, mới ăn cơ xong. Hết ổi đây đây, em gọt tiếp cho. Mình la lấy ổi gọt. Buổi tối tại nhà chị Khanh. Mới ăn cơm xong. Nhìn đèn chung quanh á. Để đi ra ngoài tham quan hàng xóm chị Khanh coi. Ta gắn đèn như thế nào hả? Gắn đèn như thế nào. Nhà bên cạnh thì gắn đèn. Có một ông già Noel ở đây. Con Mickey. Con Mickey. Ki hả? Ủa tướng bản nhà Noel ở quên rồi. Nhà Noel á. Đây. Trời ơi, cái nhà này cũng làm đẹp quá ta. Ờ, đẹp ha. Nè, quá trời luôn. Trời ơi, chắc chị phải làm. Đây. Rồi, ý cái nhà bên kia đẹp kìa. Đẹp nè. Ừ, đi qua đây nha. Chút bên kia người ta cũng văn đèn hay là cái gì vậy thơ hay là sự phi quay vậy không biết. Thì trên trên đó cái nhà người ta văn đèn hết trơn rồi, đúng đó. Rồi, trên đèn, đúng rồi, đang nhà ta nói. Nhà này làm mới đẹp nè thơ, đại diện. Ồ, nhà này đẹp quá. Nhà này làm quá trời nhiều luôn. Các bạn có muốn đi coi đèn Christmas không? Khanh mới kiếm được một cái chỗ. Năm ngoái như mình cũng đi đúng không? Mà năm nay còn cái này còn khác nữa, bự hơn nữa. Bữa nào mình chờ ta chờ dẫn đi nha, tao dẫn đi quay cho mọi người coi. Ừ. Dạ. Ồ, nó có mấy con nai kìa. Đẹp quá ha. Wow, đẹp quá. Lạnh quá. Hai chị em tôi lạnh quá. Nó găng đèn thì cũng mất công lắm đó các bạn ơi. Mà biết nó găng sao ta? Đặc biệt nó găng sao ta? Trời ơi, này công phu quá. Cái này thì sự ra đó. Ô đây nè, đường điện nè. Đường điện nè, có thể mình có thể. Nó nói. Cái này quấn thì dễ thơ. Quấn lên cây thì dễ. Nối điện dễ mà. Mấy ngày chị thích nè. Merry Christmas kìa. Mấy cái cây này, cây thông nhỏ nhỏ này là thiệt của người ta ha. Nó bọc bọc lại hết thấy không? Ở bên nhà bên này. À, hình như một căn luôn á. Một căn đúng rồi. Trời ơi, lập đèn quá trời luôn. Chú cha. Làm sớm dư bay. Trời ơi, 3 tuần nữa, 4 tuần nữa Christmas rồi thơ, nói gì vậy? Đi đẹp chưa, con cứ quạt kìa. Ừ. Ồ, nhà này làm hoành tráng quá ha. Ừ, hoành tráng thiệt luôn á. Đẹp quá. Ừ, lạnh quá. Đẹp quá. Mời bên này nè, trời ơi, đó, bên này tối thui, đen thui. Hình như bên trái của nhà chị Khanh cũng có một căn á. Một căn làm đèn á. Trời ơi, ở nhà chị Khanh tối ngày ông Quang ngồi trước tivi, ông bật nhạc. Bật tùm lum tùm la, tám đâu có quay nói chuyện gì được đâu. Cho nên nguyên ngày nay mình chỉ quay buổi sáng à ha chị Thanh. Rồi tới tối rồi quay quay khúc này thôi. Với lại hồi nãy có anh Định tới đem đồ ăn tới ăn uống nói chuyện. Relax rồi đồ đâu có quay đâu. Đó, cái nhà bên đó kìa. Có ông già Noel gì đó đẹp lắm á. Đi qua bỏ qua bệnh coi nha. Thôi ráng qua bệnh quay cho các bạn xem để lạnh quá nhưng mà thôi kệ ráng một chút đi. Ăn xong đi bộ đi. Trời ơi đi bộ gì mang đôi dép này mà đi bộ. Tụi nói mang đôi giày. Đi cứ tới đây thôi mà. Cố lên. Có hình như có mấy cái con tượng nó bự quá trời luôn á. Ê, người ta giăng ở bên trong nhà nữa kìa thơ. Ngay cửa sổ á.
Hồi đó đó mấy đứa nhỏ còn nhỏ đó Thơ, con chị nó còn nhỏ đó. Chị làm dữ lắm, làm giống vậy nè. Giờ tụi nó lớn hết trơn rồi. Làm thì vui nhưng mà lúc mà dọn xuống sofa ha, 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 ha. Dọn mệt quá. Rồi chắc cũng phải làm cái lễ lớn mà. Ui. Cái con nó bự quá ha. Cái con bông bóng á, nó bơm lên. Coi chứ cái này mà văng dễ hơn á, mấy cái nhà kia găng đèn mới đẹp. Cái này bơm con này bơm Bữa nào mua con về em bơm lên để trước nhà. Ôi cái này Costco bán đó Thư. Đi không? Bữa nào đi không? Lý ở đây đâu có đèn, chỉ có vậy thôi á. Đi. Về. Đi về. Đi lên thở hổn hển. Ôi nhà này nó có trang hoàng mấy cái con nhưng mà nó không mở đèn. Nó mở gắn đèn. Nó chỉ gắn kim tuyến, mấy cái hình kim tuyến á, không có đèn. Chắc chưa xong nữa. Nhà này không có làm gì vậy? Kỳ vậy. Thì đừng nói, nhà chị cũng có làm gì đâu. Nhà này còn trồng cây nè. Nhà chị còn chưa được trồng cây nữa kìa. Nó phải đợi cho tụi nó chắc. Ơi nhà này còn Halloween nữa kìa chị. Trời ơi. Chắc là để Christmas cho trai bí thôi. Còn nhà này cũng làm hết trơn gì. Nhà này cũng làm gì luôn nữa. Nhà này chắc mai ở hết trơn gì. Có hả? Chị mới vô nhà, cái nhà chị cứ cái điện á, chị đang sửa nhà á, chị phải nhờ điện bên nhà đó chứ cho. Ủa lời rồi, bên này là nhà chị á hả? Bên này là chị á. Rồi. Vô nhà. Để bữa nào quay cái sao nhà chị có kim sao lụ vậy, giống sân khấu vậy? Đúng không? Để cho Thơ hát á. Sao mà chị trồng cây xong rồi Thơ lên Thơ quay nha. Ok. Thôi mình đi vô nhà. Lạnh quá. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.